Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của Thế Giới Crypto, và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái kèo khá là uy tín. Thì trước khi vào chia sẻ thì anh em xem thì nhớ ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video, những cái kèo hot nhất khi mình đăng lên kênh nhé. Đó, và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm cái kèo cờ lam để nhận được 12 cái đồng coin của cái sàn BullySwap nhé. Cái sàn này thì nó cũng, kèo này nó vừa ra mắt thôi. Đó, ở đây là cái thông tin về cái dự án này nhé. Đây là sàn giao dịch tiền điện tử dễ dàng với nền tảng giao dịch tiền điện tử chuyên nghiệp này. Anh em có thể tìm hiểu thêm ở đây này. Cái sàn này nhé, nó là mua tiền điện tử bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng nhé. Có nghĩa là dùng bằng cái thẻ ATM của chúng ta vẫn có thể mua được nhé. Nó rất là nhanh và uy tín này. Đó, và cái dự án này thì còn 56 ngày nữa mới kết thúc chương trình airdrop nhé. Đó, thì khi anh em tham gia cái kèo này thì anh em có thể mua ở đây, nó đang mở bán ở các cái vòng bán trước nhé. Nó mua thì nó sẽ 0.01 BLB, tối thiểu là 0.01 thì sẽ nhận được là 750 cái đồng coin này nhé. Đó, đây là cái thông tin của cái dự án này. Thì đây là cái đồng coin của sàn nhé, sàn giao dịch. Và cái tổng cung của nó thì rất là ít, anh em có thể tìm hiểu thêm ở đây nhé. Thì mình kéo lên mình cho anh em xem thêm này. Chúng ta nhấp vào dấu ba gạch này xem hợp đồng thông minh nhé. Thường thì những cái kèo coin sàn thì nó khá là uy tín, và đặc biệt là cái tổng cung của nó thì nó không có nhiều ấy. Nó như vậy thì sau này cái đồng coin của nó sẽ có giá trị. Nó hiện tại thì cái tổng cung của con này chỉ có 10 triệu thôi, và đã có 200 địa chỉ ví hold nhé. Kèo này vừa mới ra mắt luôn. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại ví chớt để mình làm hướng dẫn cho anh em nhận được 12 cái đồng coin này nhé. Đó, anh em nào mà thích thì có thể mua thêm nhé. Và chúng ta sẽ copy cái đường link mình để phần mô tả video, sau đó nhấp vào mục đáp này. Tiếp theo thì các bạn sẽ dán cái đường link vào cái ô tìm kiếm này nhé. Bạn nào dùng điện thoại mà không biết copy đường link ý, thì tìm trên kênh của mình có cái video hướng dẫn copy đường link trong cái phần mô tả video trên YouTube nhé. Đó, dán cái đường link vào đây xong thì chúng ta sẽ nhấp vào mục hoàn tất này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào biểu tượng ETH này và đổi sang Smart Chain nhé. Đó, và ở đây thì anh em có thể cờ nam được luôn này. Còn anh em nào mua thì chúng ta có thể kéo xuống đây để nhấp vào mục buy nhé. Buy ở đây thì anh em sẽ nhấp vào đây và điều chỉnh số lượng này. Buy thì bao giờ nó cũng rẻ hơn là mua nhé. Nó tốn nhiều hơn cái phí một chút, thế nhưng mà cái coin nhận được rất là nhiều hơn là mình claim. Ở cái video này thì mình hướng dẫn anh em claim trước nhé. Đây, chúng ta sẽ nhấp vào mục claim airdrop này. Nó ở dưới mục này các anh em ơi. Đó, ở dưới mục này nhé, chúng ta nhấp vào đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào mục kết nối này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào mục chấp thuận nhé. Tổng cái phí gas của con này hết 0.26 đô nhé. Sau khi nhấp vào mục chấp thuận thì chúng ta vào dấu ba gạch này nhé, để lấy contract này, smart contract này. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ copy cái đường link của nó ở đây, copy đường link contract ở đây nhé. Đó, như vậy là xong. Sau đó thì chúng ta sẽ trở lại cái giao diện ví chính này, nhấp vào cái mũi tên đảo chiều góc trên này nhé, và sẽ dán vào cái ô tìm kiếm ở đây. Đó, sau đó thì chúng ta nhấp vào mục tự thêm các đồng tiền mã hóa này, đổi mạng Ethereum này sang mạng Smart Chain nhé. Tiếp theo thì dán địa chỉ hợp đồng vào đây. Tiếp theo nữa thì anh em sẽ nhấp vào cái chữ dán này nhé. Đó là nó sẽ hiển thị lên ba cái mục này luôn, chúng ta không cần phải nhấp bằng tay nữa. Sau đó chúng ta sẽ nhập vào chữ làm xong này nhé, nhấp vào chữ làm xong. Đó, như vậy là mình đã hướng dẫn cho anh em nhận được 12 cái đồng coin BullySwap nhé. Kèo này thì nó khá là tiềm năng, thì anh em nào thích thì chúng ta có thể là claim 0.1 BNB nhé. Nó tiềm năng nhưng nó chưa lít sàn nên nó vẫn là kèo xổ số thôi, mà xổ số thì nếu mà chúng thì nó sẽ x50 x100 tài khoản là bình thường nhé. Đó, và hiện tại nó đang ở giai đoạn đầu, bạn nào mua thì có thể mua sớm, còn ở những cái vòng sau mới mua thì cái số lượng của nó sẽ được ít hơn ý. Các bạn sẽ được ít coin hơn so với những cái vòng đầu tiên nhé. Đây là cái vòng nó vừa mới ra mắt xong nên là anh em có buy thì sẽ được nhiều hơn và lợi thế hơn những người nào vào sau nhé.
Đó thì qua cái video này thì mình cũng chúc anh em kiếm được nhiều tiền từ cái dự án này nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình và nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.